Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn. Ở trong ngày số 02 của chiến dịch hạt bụi vàng. Không biết là buổi tối ngày hôm qua, khi mà bắt đầu buổi học đầu tiên cùng với chị Hiên, thì cảm xúc của các bạn như thế nào? Nhưng mà bản thân chị thì cũng tin một điều rằng là các em đã có thêm rất là nhiều những điều thú vị, đúng không? Thế nên ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục bắt đầu cùng với nhau ở trong chiến dịch hạt bụi vàng này. Hãy nhớ rằng là các em đang là những người may mắn vì được tham gia vào chiến dịch này cùng với chị Hiên đấy. Còn có rất là nhiều bạn đang gọi là chưa có cơ hội được tham gia. Thế nên là hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội này để có thể hoàn thiện cái phần học văn của mình, kỹ năng viết văn của mình cũng như là khai thác hình ảnh của mình tốt hơn các bạn nhé. Được không nào? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau quay trở lại với bài thơ, một trong số những tác phẩm tiêu biểu của đời thơ Tố Hữu, đó là bài thơ Việt Bắc. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đợi các bạn lên một chút xíu nhé. Được không nào? Ok không ạ? Các bạn ơi nào, nếu như mà lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Một cái bài hát mà chị muốn gửi đến các bạn với một cái lời nhắn nhủ là dù cuộc sống này có khó khăn và vất vả như thế nào thì các bạn cũng phải cố gắng lên nhá, được không ạ? Bởi vì chỉ cần chúng mình cố gắng thôi thì chúng mình sẽ có được rất là nhiều những điều tốt đẹp đấy. Thế nên các em phải nhất định cố gắng lên nha. Rồi, đã có một số bạn lên cùng với chị Hiên trong buổi ngày hôm nay rồi đúng không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu tiếp tục ngày số 02 của chiến dịch hạt bụi vàng các bạn nhé. Các em thân mến, ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục là ba hình ảnh trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Và chị sẽ lựa chọn đoạn thơ số 01 để đi cùng với các bạn. Nếu như mà các bạn muốn là chị Hiên ơi, chị làm thêm nhiều thật là nhiều cái chiến dịch này nữa đi, thật là nhiều những cái hình ảnh và chi tiết nữa đi, thì hãy để lại comment ở đây, được không ạ? Chị sẽ xem xét xem và sắp xếp thời gian để có thể cùng với các bạn làm được nhiều những cái phần hướng dẫn về các cái phần chi tiết nhất. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay sẽ là ba chi tiết ở trong đoạn thơ mở đầu của bài thơ Việt Bắc. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Và đây, chúng ta sẽ có ba cái hình ảnh mà chị nghĩ rằng là đây là ba cái hình ảnh đặc sắc nhất ở trong cái đoạn thơ này. Hình ảnh đầu tiên mà chị lựa chọn đó là hình ảnh bồn chồn bước đi. Các bạn ơi, khi mà chị đọc đến cái hình ảnh này thì các bạn đang liên tưởng tới điều gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là nhắc tới cái cụm từ bồn chồn bước đi ở đây. Đây là cái đoạn nói về cái hình ảnh của người ra đi. Cái phần đáp trả của người ra đi đấy, đúng không ạ? Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Được không nào? Thì chúng ta thấy rằng nằm trong phần đoạn thơ đầu của bài thơ Việt Bắc này, khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở, đúng không ạ? Đây là một cái hình ảnh, nếu như thoạt nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy nó đang chỉ cái hành động của một con người, phải không ạ? Đó là cái hành động bước đi, nhưng mà bước đi lại thể hiện một cái trạng thái cảm xúc là bồn chồn. Thật ra thì rất là khó để có thể nhìn được cái điều này. Bản thân chị cảm thấy rằng là bản thân Tố Hữu phải có một cái góc nhìn rất là tinh tế thì mới sử dụng được những cái từ ngữ tưởng là đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá và phù hợp như vậy, đúng không ạ? Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Chúng ta thấy rằng là bồn chồn bước đi ở đây là chỉ hành động của người ra đi đang trên những cái bước đường để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và ở đây thì nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng biện pháp đảo ngữ để nhấn mạnh vào tâm trạng của những người ra đi. Đó là tâm trạng nửa muốn đi, nửa lại muốn dừng, và bước được vài bước thì lại đứng lại để ngắm nhìn cái khung cảnh ở xung quanh. Nó giống như là một cái khoảnh khắc rất là lưu luyến ấy. Đó là một cái khoảnh khắc rất là lưu luyến bởi vì chúng ta biết được rằng là gì ạ? À, bản thân Tố Hữu nói riêng
phải không? Bản thân Tố Hữu nói riêng và bản thân gì ạ, những người cán bộ cách mạng nói chung, họ đã có cái khoảng thời gian sống ở đây rất là lâu rồi. Và chính bởi vì là cái khoảng thời gian sống, chiến đấu, sinh hoạt ở đây rất là lâu rồi, cho nên những cái cảm xúc trong họ là rất nhiều, đúng không ạ? Bây giờ phải rời xa mảnh đất này, phải rời xa những cái con người ở nơi đây, làm gì ạ? Làm sao mà họ lại không vấn vương, làm sao mà họ lại không muộn phiền cho được, đúng không ạ? Rồi chúng ta có đây, ok chưa nào? Bồn chồn bước đi. Thêm vào đó thì chúng ta thấy rằng là ở đây rõ ràng là bản thân nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng cái biện pháp tu từ đảo ngữ. Đáng lẽ phải là tính từ đặt sau động từ chứ, đúng không? Bước đi bồn chồn chứ. Nhưng ở đây lại là bồn chồn bước đi, với một cái mục đích là để tôi nhấn mạnh vào cái cảm xúc đó, để tôi nhấn mạnh vào cái hành động đó. Và cảm xúc của người ra đi bây giờ là như thế nào ạ? À, vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp được về với Hà Nội rồi, về với thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình, về những với những người thân yêu của mình. Thế nhưng lại buồn là vì sắp phải rời xa Việt Bắc, một cái mảnh đất với những con người vẹn nghĩa đồng tình, đúng không ạ? Gắn bó trong những cái năm tháng kháng chiến của họ. Và chúng ta thấy rằng là cái cụm từ bồn chồn bước đi này ấy, cái hình ảnh này ấy, là một trong số những cái hình ảnh thể hiện cảm xúc là một phần, nhưng đó là tình cảm của những người ra đi dành cho những người ở lại, phải không ạ? Nếu như mà không có những cái tình cảm dành cho những người ở lại như vậy thì có lẽ là sẽ không thể có được một cái hành động nhìn vào, thoạt nhìn thôi là đã nhìn ra những cái cảm xúc bâng khuâng, những cái cảm xúc hững hụt, những cái cảm xúc lưu luyến khi mà sắp phải trở về Hà Nội, đúng chưa nào? Rồi, các bạn ơi lưu ý giúp chị nhé. Tiếp tục, chúng ta có cái hình ảnh số 2, đó là hình ảnh áo tràng. Các bạn thân mến, nếu như mà các em còn nhớ ấy, thì chị đã từng chia sẻ với các bạn rằng là khi mà tìm hiểu về bài thơ Việt Bắc thì chúng mình nên lựa chọn theo một cái, chúng ta nên lựa chọn cái cách tìm hiểu theo hai cái chiều hướng khác nhau, được không ạ? Cái chiều hướng số 1 ấy, là cái chiều hướng đây là cái cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở. Người đi ở đây là cán bộ cách mạng, người ở lại là đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu theo một cái nghĩa nó sâu sắc hơn, đó chính là giống như là nhà thơ Tố Hữu tâm sự ấy, thì cái cuộc chia ly này là cuộc chia ly của bản thân Tố Hữu với cái phần đời của mình ở Việt Bắc, để bước tới một cái phần đời mới với những điều vui, với những cái niềm vui mới và những chiến thắng mới, được không ạ? Nhá, thì ở đây chị sẽ cùng tìm hiểu hai cái ý đó cùng với các bạn. Nếu như hiểu hình ảnh áo tràm ở đây là gì ạ? À, theo cái nghĩa đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hình ảnh hoán dụ, sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ để nói về hình ảnh của những con người Việt Bắc trong cái buổi chia tay. Những cái con người giản dị, chân thành, cần cù, chịu thương chịu khó, phải không ạ? Màu tràm nâu trong... Thế nhưng mà đấy là hiểu theo cách mà người ta nói rằng là đây là một cái cách đơn giản nhất. Một cái cách nữa chúng ta có thể hiểu, và đây chính là cái cách mà bản thân Tố Hữu muốn bạn đọc phải hướng đến ấy, thì tuy đồng bào Việt Bắc mặc áo tràm nhiều và có thể mặc khi đưa tiễn cán bộ cách mạng, nhưng áo tràm ở đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Màu tràm nâu trong tâm thức người Việt là màu đơn sơ, màu chân thực, không kiểu cách và lòe loẹt. Nó biểu hiện sự chân thành, giản dị. Hơn nữa ở đây cả chủ thể và khách thể đều hòa chung là một. Thế nên áo tràm là biểu tượng cho tấc lòng chung thủy của mọi người, được không ạ? Các bạn ơi, hiểu ý số 2 này không nào? Chị đang định hướng các bạn là chúng mình sẽ hiểu theo hai cái ý nghĩa khác nhau đấy nhá. Ý nghĩa đầu tiên đóng vai trò người ra đi là cán bộ cách mạng, người ở lại là đồng bào Việt Bắc. Cái cách hiểu số 2 là người ra đi là cán bộ cách mạng và người ở lại cũng là cái phần đời của người cán bộ cách mạng đó gắn với thủ đô kháng chiến Việt Bắc, đúng không ạ? Các bạn hiểu chị không nào? Nhá, các bạn hiểu chị không nào? Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là ở trên này, bên cạnh cái việc là sử dụng những cái từ ngữ rất là hay như là bồn chồn, sử dụng những cái hình ảnh màu sắc rất là đặc trưng như là màu tràm, thì Tố Hữu đã đưa vào trong thơ của mình, chúng ta bắt gặp ở trong đây là những cái hình ảnh nó rất là giản dị thôi ạ. Thực sự nó rất là giản dị. Nó là những cái thứ mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hàng ngày. Thế nhưng mà rất là ít khi chúng ta có cái đủ cái sự kiên nhẫn để chúng ta tìm hiểu xem thực tế là cái hình ảnh đó nó mang cái giá trị và mang cái ý nghĩa như thế nào. Thì vừa rồi chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu ở trong hai cái chi tiết này, đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng đến với cái chi tiết số 3 cùng với chị Hiên nhé. Đó là chi tiết cầm tay.
Đây là cái chi tiết xuất hiện trong câu thơ cuối cùng trong cái đoạn khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Phải không ạ? Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. À, chúng ta thấy rằng là gì? Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đây là một cái hình ảnh để chỉ một cái gì ạ? Động tác. Đúng không? Để chỉ một cái động tác. Phải không ạ? Và đây là cái động tác được thực hiện bởi ít nhất là hai người. Cụ thể ở đây, đó chính là tay nắm lấy bàn tay. Được không ạ? Cụ thể ở đây là tay nắm lấy bàn tay. Đúng chưa nào? Thế thì chúng ta thấy rằng là thường ấy, những cái bắt tay nó chỉ xuất hiện khi nào ạ? Nó chỉ xuất hiện khi những người thân yêu ruột thịt gặp nhau, hay là trong những cái ngày, trong những cái khoảnh khắc phải xa nhau lâu ngày. Đúng không ạ? Thì cái hành động cầm tay hay là hành động ôm chầm lấy nhau ấy, nó là một cái hành động mà chúng ta thấy rằng là nó thay cho cái lời nói để thể hiện biết bao nhiêu những cái tình cảm. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái cánh tay ấy là cái bộ phận gần nhất với trái tim của chúng ta. Ngôn ngữ của bàn tay nóng ấm đó gắn liền với ngôn ngữ trái tim của chúng ta. Và nó xúc động, nó run rẩy hơn mọi lời nói khác. Nhất là trong một cái cuộc chia ly với chính mình này. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của cái chi tiết này ấy. Đó chính là không biết nói gì cho thỏa, chứ không phải là không biết nói gì và không có gì để nói. Được không nào? Đây là cái cách mà nhà thơ Tố Hữu muốn định hướng cho người đọc hiểu. Được chưa ạ? Thế thì chúng ta có thể hiểu ở đây trước tiên nhé. Xét về cái nội dung chúng ta nhìn trên bề mặt thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hành động, là một cái động tác của ít nhất hai người đang gì ạ? À, tay nắm lấy bàn tay của nhau. Đúng không ạ? Nhưng mà xét trên cái phương diện là gì ạ? À, xét trên cái phương diện cuộc sống thì chúng ta thấy rằng cái hành động cầm tay thường sẽ xảy ra giữa những người thân ruột thịt. Những người thân ruột thịt. Được không nào? Xảy ra giữa những người thân ruột thịt với nhau. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mối quan hệ giữa cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc nó phải rất là khăng khít. Đúng không ạ? Nó phải rất là khăng khít. Đúng chưa nào? Bây giờ đã giống như là người trong nhà rồi. Giống như là Chế Lan Viên đã từng viết rằng là con nhớ mế lửa hồng soi tóc bạc, năm con đau mế thức một mùa dài, con với mế không phải hòn máu cắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. Con nhớ anh con người anh du kích, chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn, chiếc áo đâu suốt một đời va sách, đêm cuối cùng anh để lại cho con. Đúng không ạ? Rồi thì có rất là nhiều những cái phần thơ hay. Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch, vắt xuôi nuôi quân em dấu giữa rừng, đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch, bữa xôi đầu còn nhớ tỏa mùi hương. Được không nào? Còn tỏa nhớ mùi hương. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn giúp cho chị này. Được chưa nào? Chúng ta đây là những cái ý nghĩa mà chúng ta có thể suy ra được từ gì ạ? À, từ cái hành động cầm tay này. Thêm vào đó, hãy lưu ý giúp chị cái ý này nhá. Đó chính là có quá nhiều điều để nói. Có quá nhiều điều để nói. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Không biết bắt đầu từ đâu. Được không ạ? Có quá nhiều điều để nói, không biết bắt đầu từ đâu. Chứ không phải là... À, chứ không phải... Chứ không phải là không có gì để nói. Là không có gì để nói. Được không ạ? Và đây chính là cái hành động thể hiện rõ nét nhất về cái gì nhỉ các bạn?
về tình cảm. Của người ra đi dành cho người ở lại. Ok chưa ạ? Rồi các bạn ơi, thì đây là ba cái chi tiết mà ngày hôm nay chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn. Các bạn muốn chị Hiên tiếp tục chia sẻ về những chi tiết nào? Hãy nhanh chóng để lại comment ở đây để chị có thể tham khảo và chúng ta sẽ gọi là tiếp tục đồng hành cùng với nhau nhé. Và ngày hôm nay thì chị có một cái nhiệm vụ ngắn dành cho các bạn. Và nhiệm vụ đó là gì thì bây giờ chị sẽ đăng nhiệm vụ đó lên và sau đó chúng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này để tiếp tục tham gia các buổi tiếp theo cùng với chị Hiên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì trong buổi tối ngày hôm nay mặc dù rất muộn rồi nhưng vẫn dành thời gian cho chị. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong ngày số 03 của chiến dịch Hạt Bụi Vàng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.